Vâng, xin chào các vị. Như mọi người đã thấy thì lần trước Mỹ từng làm video nói rằng sự kiện công nghệ ngày càng chán. Thế mà mấy cái Quạt. anti cứ vào bảo là mình ghét Samsung nên nói thế. Và bây giờ thì cái điều đấy lại được khẳng định một lần nữa. Và các bạn sẽ thấy rằng trước đây nếu như tầm khoảng vài năm về trước mình vẫn nhớ một cái vụ phốt, đó là iPhone 4 là có một nhân viên để quên trong quán bar, xong cái ông nhặt được cái iPhone 4 đó bán lại cho một cái trang đưa tin thì ông đấy thì bị bắt. Về sau là cái trang đấy có bị cấm cửa các sự kiện của Apple. Bây giờ không còn điều đấy nữa rồi. Các nhà sản xuất có vẻ như là không muốn giấu những cái thông tin gì về các sản phẩm của mình. Họ thay vì là bên cạnh cái việc leak, họ còn công bố luôn là các sản phẩm của mình chưa ra mắt nó có cái gì. Tại sao các hãng lại làm cái trò đấy, sao họ không giấu nữa nhỉ? Điều đầu tiên thì mình sẽ nói về các sản phẩm mà gần đây chúng ta đã nhận được các thông tin, đó là sự kiện MWC. Thì Sony này, chúng ta có Xiaomi, chúng ta có LG, chúng ta có Samsung, chúng ta có Huawei, vân vân. Nói chung là nhiều kinh khủng khiếp luôn. Và gần như hãng nào ra cái gì, tên máy, thiết kế ra sao chúng ta đều biết. Nếu như trước đây để gọi là đánh giá một cái sản phẩm được xem là hấp dẫn nhất cho chúng ta, đó chính là hình thù, còn gọi là thiết kế. Bởi vì thiết kế luôn luôn là một cái gì đó khiến ta cảm thấy bị thu hút, bởi vì nó sẽ là cái mọi người cầm hàng ngày, cầm trên tay. Chứ còn những cái khác chúng ta không quá quan tâm nhiều, bởi vì cấu hình thì là cái chắc chắn là mặc định chúng ta sẽ biết rồi. Bởi vì ngoại trừ những con tầm trung thì khó biết được nó dùng chip gì, còn đã flagship thì mặc định phải là dùng chip cao cấp nhất. Thứ hai là về các tính năng thì cuộc đua về các tính năng cũng đã đến một cái mức và gần như là chúng ta sẽ xoay quanh năm nay chỉ tập trung vào camera, lượng camera 3 con, 4 con, 5 con đấy kiểu như thế. Nên thành ra là mình nghĩ nó sẽ như nhau cả thôi. Vậy thì cái thiết kế là một cái đóng vai trò rất quan trọng nhưng các nhà sản xuất không muốn giấu. Cụ thể gần đây như là Galaxy S10, S10 Plus, S10e đã do những cái người leak, họ cũng đã đưa hết toàn bộ thông tin để lên mạng internet và ta đã biết cụ thể máy thiết kế như thế nào. Samsung ở trên website ghi luôn là các bạn đã biết là cái con máy nó như thế nào rồi đấy. Mình cảm thấy như kiểu chắc chắn quá, chẳng muốn giấu nữa. Và nếu là số các flagship thì mình nghĩ là có S10 sẽ là sản phẩm mà các bạn sẽ quan tâm nhiều nhất trong cái video mà mình đã đưa tin, mà các bạn sẽ dễ dàng mua được nhất. Bởi vì ở Việt Nam thôi, chưa ra mắt thôi mà các nhà bán lẻ ở Việt Nam, thậm chí đến cái tai nghe mà sắp tới ra mắt cũng đã được leak luôn ở thông qua các website bán lẻ tại Việt Nam như 7S. Họ ghi luôn là các bạn đặt mua S10 bây giờ các bạn sẽ tặng cái tai nghe đấy này, một đống quà tặng khác và trị giá một số tiền rất là lớn. Anh em nếu muốn đặt mua thì truy cập ngay vào link bên dưới nhé, bởi vì cái số lượng quà tặng đặc biệt cái tai nghe kia sẽ là giới hạn. Thậm chí là GDM Arena còn đưa tin ngược lại là Việt Nam đã lộ ra cái tai nghe đấy. Đúng là bịp. Và chúng ta đi đến những cái sản phẩm như Mi 8, à ý lộn, xin lỗi các bạn, là Mi 9. Mi 9 thậm chí là cái ông CEO Lee Jun, ông có cái ảnh mình bắt tay ông này. Và các bạn thấy là còn đưa thẳng lên là trang tin, đó là ông ấy đưa luôn hình ảnh máy như thế nào. Và ngày hôm nay Xiaomi còn ghi luôn trên website của họ, con Mi 9 là màn hình Samsung AMOLED nhá. Rồi còn ghi luôn là cái viền màn hình nó mỏng như thế nào, màn hình là Gorilla Glass 6, ghi luôn là cái công nghệ màn hình là gì, cảm biến vân tay là ở dưới màn hình, cấu hình ra sao. Nói chung là Xiaomi chả giấu gì, như kiểu là họ nói luôn trên internet đấy. Còn cái ngày công bố chỉ gọi là thủ tục mà thôi, chả có gì phải che hết. Mình cảm thấy các nhà xuất không muốn giấu bất kỳ một điều gì nữa. Thậm chí Vivo, Oppo không ngoại lệ, những cái model tầm trung mới của họ cũng có luôn thiết kế rồi camera selfie, có cái gì cũng công bố hết luôn mà chưa có sự kiện. Thế ta chờ đợi gì nữa? Thật sự mà nói thì tại sao người ta làm như vậy sẽ là một cái cần phải giải thích. Mình đầu tiên người ta làm như thế bởi vì sợ sẽ bị chìm vào quên lãng. Các bạn thấy là khi mà các leaker liên tục đông thông tin lên mạng, đưa thông tin lên mạng rồi, và ví dụ như S10 lộ ra rồi và mọi người đổ xô vào thông tin S10, và chắc chắn là lúc đấy sẽ không ai quan tâm những con khác nữa. Các hãng sợ rằng ôi chết cha rồi, bây giờ quan tâm S10 máy mình ra thì ai quan tâm. Thế họ phải tự đưa thông tin ra để cho người tiêu dùng người ta biết luôn. Mà thậm chí cái việc leak ấy, mình nghĩ là có khi là họ cũng cố tình làm luôn, chứ leak toàn những hình đẹp vãi chưởng này gọi là gì là leak nữa. Và chính vì sợ cái vấn đề là mạng xã hội không ai quan tâm đến sản phẩm của mình, quan tâm đến đối thủ, họ quyết định tự đưa tin. Và thứ hai đó chính là việc bây giờ khi mà tại một sự kiện unboxing có quá nhiều thiết bị, nếu như chúng ta không đưa thông tin ra sớm thì sẽ liệu người ta sẽ không chú trọng đến sự kiện của mình. Các bạn đã biết rồi đấy, unboxing sẽ diễn ra từ tầm khoảng ngày 25 và kết thúc vào ngày bây giờ thì mình quên mất rồi, nhưng tầm khoảng 4-5 ngày thôi. Và nếu mà trong cái ngày sự kiện đấy mà Samsung công bố mình sẽ ra mắt vào ngày 25 rồi chẳng hạn, mà các hãng khác mà họ không công bố lịch trình và ra mắt con gì thì người dùng sẽ không có quan tâm và cũng như theo dõi các sự kiện này. Bởi vì là nếu như chỉ diễn ở châu Âu thì có thể như là các bạn sẽ không biết để hẹn giờ để thức xem những sự kiện như thế. Cái việc bị leak ra một phần nữa là do các nhà bán lẻ, bởi vì là những thiết bị khi mà được đưa ra rồi thì các nhà bán lẻ cũng đã chuẩn bị sẵn hàng để chuẩn bị bán ra, đặc biệt như là một số hãng đã từng làm điều này. Và chính vì điều đấy nên mà khi mà họ muốn đẩy doanh số bán thật nhanh, bởi vì khi chúng ta ra một máy mới ai cũng hào hứng muốn mua, dẫn cái việc là nhà bán lẻ chuẩn bị sẵn hàng và khi nó bị leak ra một cách nhanh hơn. Và
yếu tố thứ tư mà mình cảm thấy rất là buồn ở đây chính là các reviewer hay là các trang tin lớn đều đã có sẵn thiết bị. Và khi mà mình đã từng xảy ra trường hợp là cái sự kiện vừa bắt đầu một cái trang như giờ vớt các thứ họ đã lên bài review luôn, mình bỏ luôn, mình không xem sự kiện nữa. Và đấy cũng là cái là mình giảm đi hứng thú rất nhiều, không muốn xem sự kiện, không muốn thức để xem nữa, mà mình chỉ thức đến cái giờ đó xem bài review, thế là tắt đi ngủ thôi. Và như vậy đấy là những cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là tại sao các nhà sản xuất bây giờ họ không muốn bảo mật thông tin của mình. Vậy thì các bạn thì sao? Các bạn còn thấy là các bạn muốn hứng thú chờ đợi thông tin tuyệt mật, hay các bạn muốn là các thông tin đã có sẵn rồi và đến ngày hôm đó chỉ cần xem bài review hay là đặt mua mà thôi? Hãy comment cho mình biết và bình chọn bên dưới. Đừng quên truy cập vào link tại 7net đặt hàng trước chiếc Galaxy S10 hay là S10 Plus để tặng cái tai nghe mà được leak ở Việt Nam luôn. Leak chính thức. Hẹn anh em cho các video lần sau.